Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm điều đó được không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, tuần vừa rồi có một bạn thanh niên đến thăm tôi, nói rằng cha sắp đi, cho nên con đến con thăm cha. Thì bạn ấy có đặt cho tôi một câu hỏi như thế này. Khi mà tôi hỏi thăm bạn về đời sống đức tin, bạn ấy hỏi rằng: Cha, có bao giờ cha nhớ Chúa không? Rồi tôi mới hỏi là nhớ làm sao? Bạn ấy nói mình nhớ như là mình nhớ người bạn của mình, mình nhớ như là mình nhớ bố mẹ của mình. Mình nhớ mà mình quay quắt, không có làm gì được, và cuối cùng thì phải đi gặp Ngài. Mà con nói với cha là nhớ nha, chứ không phải là nghĩ về Chúa đâu. Con là con nghĩ về Chúa cũng nhiều đó, nhưng mà thời gian vừa rồi con bận công việc quá, rồi con phải đi học thêm nữa, cho nên là con không có giờ cho Chúa. Nhưng mà con có nghĩ về Ngài. Cho đến một ngày kia tự nhiên cái lòng con nhớ, và cũng không có chịu nổi, và cuối cùng là con phải chạy vào nhà thờ. Chạy vào nhà thờ xong rồi con chạy đi tìm cha xưng tội, mà cuối cùng không có cha nào. Thì ngày hôm sau con chạy lên dòng Chúa Cứu Thế để con xưng tội. Cha có bao giờ cha nhớ Chúa không? Không biết là anh chị em trả lời như thế nào nếu như mà chúng ta hiểu cái chữ nhớ trong cái ngôn ngữ đó. Mình nhớ như là mình nhớ một người, và cái hình ảnh của người đó, cái lòng của mình hướng về người đó, và bởi vì quá nhớ đi, cho nên không làm gì được, phải chạy đến gặp người ấy. Sau đó thì bạn ấy lại hỏi thêm một câu nữa: Cha cho con hỏi thêm một câu nữa. Thì tôi nói: Hỏi đi, tự nhiên. Thì bạn ấy lại nói là: Cha, làm sao mình gần Chúa được? Thì tôi mới hỏi bạn rằng: Vậy theo bạn làm sao gần? Con nghĩ đơn giản nhất là con đi xưng tội. Rồi sao nữa? Con đi lễ nhà thờ. Rồi sao nữa? Nhưng mà cha, con đi lễ con vẫn không có gần. Thì theo cha làm sao mà gần Chúa được? Thì tôi mới trả lời rằng: Chúng ta không có nỗ lực gần Chúa được đâu. Nhưng mà có một điều chắc chắn là Chúa gần chúng ta. Chúa đến với chúng ta, Chúa ở với chúng ta, và Chúa sát kề với chúng ta. Vấn đề là chúng ta có tin là Ngài đang sát kề, Ngài đang gần chúng ta không? Và nếu chúng ta tin rằng Chúa đang bên cạnh mình, thì chúng ta đi theo Ngài, thì chúng ta gần Ngài. Cho nên trong cái bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em sẽ thấy khuôn mặt của hai người mù. Mà khi tôi đọc cái bài tin mừng này, tôi thấy giống như mình vậy. Và có lẽ anh chị em cũng thấy giống như bản thân của anh chị em nơi khuôn mặt của hai cái người này. Hai cái người này được giới thiệu là hai người mù, nhưng mà thật ra anh chị em đọc kỹ thì anh chị em sẽ thấy là hai cái người này không có mù. Bằng chứng là gì? Đức Giêsu đang đi trên đường thì có hai người mù đi theo.
Chúng ta biết là Chúa của mình đi thì không bao giờ đi một mình, đi là đi cả đám đông đi theo. Và Ngài đi thì Ngài dừng chỗ này, rồi Ngài dừng chỗ kia, rồi Ngài đi sang chỗ nọ. Nhưng mà hai cái người này có thể đi theo Chúa được. Và trong cái ngôn ngữ tin mừng, thưa anh chị em, khi mà nói rằng mình đi theo Chúa đó, thì có nghĩa là hai cái người mù này là môn đệ của Chúa đấy. Nhưng mà có một cái đặc điểm mà khiến cho hai cái người mù này, chúng ta có thể nói là nổi bật hơn tất cả những môn đệ khác, là vừa đi theo Chúa vừa kêu lên: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Thưa anh chị em, đây là cái lời tuyên xưng. Lạy con vua David, trong cái ngôn ngữ của người Do Thái, thưa đó là đấng Messiah, đấng mà Thiên Chúa hứa, và đấng đó sẽ ngự trên ngai vàng vua David. Và anh chị em còn nhớ khi sứ thần đến với Đức Maria và nói rằng vương quyền của Ngài sẽ tồn tại cho đến muôn đời. Cho nên đấng của lời hứa và là vua và vương quyền tồn tại đến muôn đời, thì cái đấng đó, hai cái người mù này hô lên rằng: đang có mặt ở đây, lạy con vua David, xin thương xót tôi. Còn chúng ta, thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta sẽ kêu lên gì? Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ngài không chỉ là con vua David mà Ngài còn là con của Thiên Chúa hằng sống nữa. Nhưng mà chúng ta thấy gì nơi hai cái người mù này, khuôn mặt của chúng ta, thưa anh chị em? Đó là chúng ta đi theo Chúa và đi trong lời tuyên xưng đức tin. Cho nên hỏi rằng con mắt thể lý của anh chị em và tôi, chúng ta có thấy Chúa không? Anh chị em có thể trả lời ngay lập tức là chúng ta không có thấy. Nhưng mà hỏi rằng chúng ta có đi theo Chúa không? Và chúng ta có vừa đi vừa tuyên xưng đức tin về Chúa của mình bằng cách sống, bằng cách hành động như là một người Kitô hữu không? Thưa có. Cho nên hằng ngày anh chị em và tôi, nếu chúng ta để cho ánh sáng đức tin của mình, mà nơi đó chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, là con của Thiên Chúa, và chúng ta đi trong cuộc đời này với tư cách là một người tin đó, thì anh chị em đang đi trong đức tin đó, và chúng ta đang đi theo Chúa đó. Mặc dầu con mắt thể lý này mình không thấy, nhưng mà chúng ta vẫn đang đi theo Chúa. Và vừa đi, chúng ta vừa kêu lên cho tất cả mọi người biết rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đó. Và là con Thiên Chúa, đặc tính của Ngài là gì? Thưa là xót thương. Cho nên chúng ta thấy khuôn mặt của mình ở trong đó. Anh chị em đọc tiếp, anh chị em lại thấy có một chi tiết nữa. Khi Đức Giêsu về tới nhà, chúng ta nhớ một lần Chúa Giêsu Kitô trả lời rằng chim trời thì có tổ, chồn thì có hang, con người thì không có chỗ gối đầu. Cho nên nhà này là nhà ở đâu? Chắc chắn là không phải là nhà của Chúa Giêsu rồi. Khi Chúa Giêsu về tới nhà, chúng ta phải hiểu ở đây một cách khác. Nhà ở đây là nhà của hai cái người mù này. Cho nên hai cái người này đi theo Chúa, và không chỉ thế mà chúng ta có thể nói rằng hai cái người này rước Chúa về nhà mình. Và khi rước Chúa về nhà mình thì bắt đầu vào đồng bàn, vào tâm tình với Ngài, thì cái câu chuyện nó rất là đơn giản. Người hỏi họ: các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Điều ấy là điều nào? Cho nên chỉ có đương sự mới biết điều đó là điều nào. Nhà ở đây, thưa anh chị em, còn có thể hiểu là căn nhà của hội thánh. Cho nên chúng ta đi theo Chúa, và trên mọi nẻo đường chúng ta đến một lúc về nhà của mình. Và nơi căn nhà này chúng ta gặp được Chúa. Nhà đó là căn nhà mà nơi anh chị em đang ở. Nhà đó là ngôi nhà thờ này. Mà chính nơi đây chắc chắn luôn anh chị em gặp Chúa, và anh chị em đối diện với Chúa. Và Chúa hỏi rằng: con, cái điều mà con bận tâm đó, cái điều mà con lải nhải con xin đó, cái điều đó con có tin rằng Thầy làm được không? Và thế là hai cái anh này nói: thưa Ngài, chúng con tin. Chúa của mình sờ vào mắt họ và bảo: tin như thế nào, được như thế ấy.
Cho nên là nếu mà tin là sáng có nửa con mắt thì sáng nửa con thôi. Cho nên lòng tin của con cứu chữa con. Cho nên quay lại cái câu hỏi của bạn trẻ rằng: cha, làm sao mình gần Chúa? Thật sự là Chúa đang gần mình. Và cái sự gần cho đến nỗi mà chúng ta đi theo Ngài, gần cho đến nỗi mà chúng ta có thể rước Ngài vào nhà chúng ta, gần cho đến nỗi mà chúng ta được Ngài chạm vào. Và trong cái cú chạm đó, chúng ta được mở mắt ra. Và sau đó là gì, thưa anh chị em? Hai cái người này bắt đầu đi khắp cả vùng và nói về kỳ công Chúa làm cho mình. Cho nên một cách nào đó, thưa anh chị em, chúng ta có thể nói chúng ta là những người mà xét về con mắt thể lý, chúng ta không thấy Chúa. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta vẫn đi theo Ngài, chúng ta vẫn nhìn thấy Ngài, chúng ta rước Ngài vào nhà chúng ta cùng đồng bàn với Ngài, và chúng ta trong cái tâm tình riêng tư mà chỉ có mình với Ngài thôi, chúng ta vẫn nghe Chúa hỏi mình: con có tin rằng Chúa làm được điều đó không? Chỉ sợ anh chị em và tôi, chúng ta chần chừ, chúng ta không có tao dám tin, chúng ta không có dám nói dứt khoát rằng chúng con tin. Mà chúng ta, con cũng biết nữa, chắc được 50%. Nhiều khi chúng ta tin mà chúng ta không có xác tín. Nhiều khi chúng ta xin mà chúng ta không tin rằng Chúa sẽ làm được điều đó. Cho nên chúng ta không có mở mắt, chúng ta không có nhìn thấy cái kỳ công của Ngài làm trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong bài đọc 1, chúng ta nghe ngôn ngữ mà muốn nói rằng ở trong Isaiah rằng sẽ đến ngày mà công trình của ta sẽ được nhìn thấy nơi nó Jacob, và nó sẽ tuyên xưng danh ta là thánh, và nó sẽ tuyên xưng đấng thánh của Jacob là thánh. Cách đây mấy ngày tôi đi Huế có đại hội thừa sai giáo dân dòng Chúa Cứu Thế, có nghĩa là những anh chị em gắn bó với nhà dòng và tham gia vào cái công việc mục vụ của nhà dòng. Thì những anh chị em có những người đã tham gia vào rồi, có những người là cảm tình viên. Thì trong cái giờ nghỉ giải lao, tôi có gặp một anh. Thì anh này anh gặp và anh chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Anh ta nói rằng: cha biết không, con đến với Chúa cũng ngoạn mục lắm, con không có đạo, con đi buôn bán. Cho nên là có một vài người bạn của con là có đạo và rủ con là tối đó, một trong tuần thì có khi có khi không. Thì khi nào mà cái anh bạn có đạo con mà anh rủ anh gọi đó thì con đi. Tôi mới hỏi là anh làm cái gì. Thưa cha, con đi đọc kinh Đám Ma. Có một nhóm những người bạn, và cái anh này là trưởng nhóm thì có đạo, và cứ giáo xứ có người qua đời hoặc là ở đâu đó mà có người muốn nhờ đến đọc kinh đó, thì các anh chị này chạy đến đọc kinh. Và nguyên tắc của họ là không nhận bất cứ cái gì và không uống bất cứ cái gì, chỉ đến đọc kinh rồi về. Thì anh ta rủ con đi, có khi con đi có khi con không. Được cái là con buôn bán ban ngày, cho nên buổi tối con cũng rảnh. Thì tôi cười, tôi hỏi anh bán cái gì. Thưa cha, con bán vàng. Thì đúng là bán vàng tối rảnh. Thì có một ngày kia, cha biết không, con chạy ngoài đường, con bị xe đụng. Khi mà cái đuôi xe nó đập vào cái xe của con thì con ngã xuống. Và con chỉ nhớ là con ngã xuống thôi, con không nhớ gì khác. Rồi khi mà con tỉnh dậy thì con đang nghe ở bên lỗ tai của con bàn là bây giờ nhà mình mua gói 80 hay là mua gói 60. Rồi tôi mới hỏi: ủa gói gì? Tức là gói Đám Ma đó cha. Đó là hòm rồi thiêu rồi luôn đó, thì gói 60 hay là gói 80 hay là gói 100, 120. Không ngờ chết nó cũng đắt tiền đến như thế. Thì sau này con hỏi thì chỉ biết rằng con bị hôn mê đưa vào bệnh viện. Thì con nằm hôn mê như vậy hơn 3 ngày.
Và sau đó thì bác sĩ trả lời là không có cứu được đâu, bởi vì máu chảy trong não nhiều quá. Thôi bây giờ cái tình trạng của anh ta như vậy, con bắt đầu con tuột cái nhịp, cái oxy, cho nên gia đình mới nói là thôi đưa về đi, chứ để trong bệnh viện mà mất thì làm thủ tục nó phiền lắm. Cho nên đưa về nhà. Và đang lúc ở nhà thì con nghe người trong nhà bàn là mua cái gói bao nhiêu tiền. Thì cha biết không, cái lúc đó trong lòng của con nghĩ là Chúa cho con tỉnh. Trong lòng của con chỉ có một điều thôi mà con khao khát. Và ngay lập tức con cầu nguyện với Chúa: Chúa cho con sống đi, con theo đạo. Con chưa có thật sự theo đạo. Đi đọc kinh thì có, nhưng mà theo đạo thì chưa. Cho nên Chúa cho con sống đi, con theo đạo. Và chả có tin không, ngay lập tức luôn con thấy một cái sức sống và mắt con mở ra. Và nhà con người thì hét, người thì khóc, người thì la, người thì nhảy lên. Và quả thật là cha thấy con nè, bây giờ con sống. Nhưng mà cha biết không, con khám phá ra được một điều mà trước đây con không bao giờ khám phá ra được. Và cái điều khám phá này khiến cho con rất là hạnh phúc. Tôi mới hỏi là anh khám phá được cái gì. Anh ta mới nói rằng: thưa cha, có một điều mà chúng ta không có biết quý, đó là thời gian. Chúng ta không có đủ thời gian để yêu, cha ơi. Cho nên bao nhiêu có thời gian mà Chúa cho mình đó, bao lâu có cái thời gian, mình tranh thủ và mình yêu đi. Bởi vì khi mình chết, mình ngưng, mình không có yêu được nữa. Cho nên còn sống giây phút nào, tận dụng yêu. Giận mất thời gian, buồn mất thời gian. Rồi cái gì nữa không? Con nghĩ lúc đó mà con chết, con lên gặp Chúa, chắc là con xấu khổ lắm. Cho nên bây giờ sống một ngày qua tối về, con cứ ngẫm nghĩ coi hôm nay có điều gì mình xấu hổ trước mặt Chúa không. Và cố gắng làm sao sống trong ngày mà khi mà mình nhìn Chúa đó cha, hoặc là khi Chúa gọi về bất cứ lúc nào đó, mình gặp Ngài, mình không có xấu hổ, mình hạnh phúc. Hóa ra là cái mà Chúa chạm vào anh ta, nói trong ngôn ngữ của bài tin mừng này, Chúa sờ vào mắt anh, Chúa chạm vào linh hồn của anh, khiến cho anh mở mắt ra. Và anh thấy gì? Anh thấy toàn bộ cái chân lý, cái ý nghĩa của đức tin. Nó rất là đơn giản. Gút lại một điều mà Chúa Giêsu nói rằng: Thầy để lại cho anh em một điều răn duy nhất thôi, đó là hãy yêu thương nhau, yêu như Thầy yêu vậy. Cho nên Chúa tận dụng từng giây, từng phút Chúa yêu. Và yêu cho đến hơi thở cuối cùng, mà chỉ có yêu thôi, không có gì khác. Và thứ hai, Chúa của mình chỉ làm một điều thôi, thưa anh chị em, đó là làm vui lòng cha. Cho nên luôn luôn Ngài hân hoan, luôn luôn Ngài hạnh phúc. Và ngay cả khi Ngài đau khổ, Ngài khủng hoảng, thì Ngài chỉ có một điều thôi, là con muốn nhìn thấy cha, con đối diện cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của cái anh mà mới theo đạo này, con không có xấu hổ. Hay nói một cách khác, con là con yêu dấu của cha. Và chiều này con đứa cháu nó đến nó thăm, rồi nó bồng theo con của nó nữa. Đứa con mới có 10 tháng thôi. Thì tôi mới hỏi rằng: cháu nó gọi bố gọi mẹ được chưa? Thì cháu tôi mới nói rằng: chưa cậu ơi, nó không có gọi được. Mà cứ mỗi lần mà nó gọi con á, hoặc là gọi mẹ của nó, thì nó cứ a a a thôi. Nhưng mà khi nó khóc á, khi nó có cái chuyện gì mà nó khóc á, thì nó gọi rất rõ: mẹ, ba. Nhưng mà chỉ khi nó khóc thôi thì nó mới gọi rõ. Còn với cái bình thường là nó cứ a a, rồi cái nó cứ cái tay nó như thế này. Làm cho tôi nhớ đến cái giây phút mà Chúa Giêsu khóc.
và Ngài khóc ở trong vườn cây dầu. Ngài khóc và toát được mồ hôi máu. Và lúc đó thì Ngài gọi cha, nhưng mà gọi như là một đứa bé vậy. Appa, Appa. Cho nên thưa anh chị em, anh chị em có nhớ Chúa không? Và chắc chắn tôi phải trả lời là Chúa nhớ anh chị em. Anh chị em có gần Chúa không? Chắc chắn là Chúa gần anh chị em. Làm sao mình biết mình gần Chúa? Làm sao mình biết mình là môn đệ của Chúa? Khi thưa từng ngày, chúng ta bước đi trên nẻo đường hàng ngày, trong công việc, nơi gia đình, anh chị em tin rằng Chúa đang sát kề mình, và mình luôn luôn tuyên xưng Chúa trong cuộc đời của mình. Để rồi khi tối về, anh chị em quy tụ trong nhà của mình, anh chị em nhớ Chúa cũng về đến nhà. Chúa đi cả ngày với mình ở ngoài đường, tối rồi Chúa về đến nhà. Khi mà anh chị em cầu nguyện với Ngài và biết bao nhiêu điều trong lòng anh chị em cầu xin Chúa, Chúa sẽ hỏi anh chị em rằng: con có tin là Thầy làm được điều đó không? Và ước gì chúng ta nói được rằng: chúng con tin, con tin. Và khi đó anh chị em sẽ cảm nhận được cái chạm của Chúa vào trong cuộc đời của mình, và anh chị em sẽ bừng dậy với một ngày mới, mà nơi đó anh chị em sẽ nói về Chúa và lại tiếp tục đi theo Chúa và đi với Ngài. Cho nên xin cho ngày sống của chúng ta từng giây từng phút là niềm vui, là sẵn sàng. Và trong cái phong thái chúng ta nói chúng ta đi theo Chúa, thì chúng ta phải sống cái phong thái của Chúa Giêsu, đó là chỉ có yêu thôi, và tranh thủ thời gian để mà yêu, và nhớ rằng mình là con của Chúa Cha. Cho nên làm gì nói gì, đừng có để phải xấu hổ với tư cách là một đứa con, nhưng mà có thể trong tâm tình vẫn còn đó những khiếm khuyết, và chúng ta vẫn thưa lên rằng: Abba, lạy Cha của chúng con ở trên trời.